Hello chào các bạn. Trong video clip này mình sẽ nói về cái việc phân tích yêu cầu phi chức năng non functional requirement. Thì cái video clip này nó cũng là cái video clip cuối cùng trong cái việc mà chúng ta thực hiện giai đoạn phân tích nghiệp vụ business analysis. Trong các video clip tiếp theo chúng ta sẽ qua giai đoạn thứ hai đó là system analysis. Thì trước khi qua cái giai đoạn đó thì mình sẽ nói về cái việc phân tích yêu cầu phi chức năng thì cái việc mà chúng ta làm về phân tích yêu cầu phi chức năng thì hôm nay có một cái tip đó là làm cái gì cũng phải thực tế thì cái việc thực tế ở đây đó là thật sự để mà các bạn làm về bất kỳ một cái chức năng tính năng gì các bạn có những cái sản phẩm có nhiều tiện ích có nhiều cái ưu điểm abc gì đó thì cái vấn đề đầu tiên thì nó phải thực tế nó phải thực tế phù hợp phù hợp với cái hạ tầng, phù hợp với cái năng lực, phù hợp với cái nguồn lực mà các bạn phải có chứ không thể nào các bạn cứ thích làm trên mây trên trời rồi thực hiện xong rồi cuối cùng là cái hệ thống của bạn không đáp ứng được. Nhắc lại cái mô hình PPS thì các bạn thấy bữa giờ chúng ta đã thực hiện cái số 1 là functional Đúng không ạ? Chúng ta đã phát hiện các cái số 1, yêu cầu số 1 là cái functional thì các cái yêu cầu số 2, số 3, số 4, số 5 à, về usability, về reliability, về performance, về supportability là những cái liên quan tới non functional requirement. Non functional requirement là một cái yếu tố mà đôi khi các bạn bị cuốn vào cái chuyện các bạn phân tích functional dẫn tới các bạn quên luôn cái việc phân tích non functional và cuối cùng là dẫn tới là khi chạy dự án xong mới ôi chết rồi, chúng ta đã quên phân tích non functional. Thì thật ra cái phân tích non functional nó không có nhiều, nó không mất thời gian, nó không có lớn, nhưng cái vấn đề yếu tố của nó là chúng ta dễ quên. Tại sao chúng ta phải phân tích non functional? thì chúng ta phải phân tích non functional là vì chúng ta phải có những yếu tố về mặt hạ tầng chúng ta làm về dự án công nghệ thông tin thì chúng ta phải có hạ tầng để chạy chúng ta phải có server chúng ta phải có máy móc thiết bị vân vân chứ không có chúng ta thì làm sao chúng ta làm thứ hai là chúng ta phải nắm được cái khả năng đáp ứng khả năng đáp ứng này nó có hai phía cạnh một là khả năng đáp ứng của cái hệ hạ tầng hiện có của các hệ thống hiện có hai là có thể chúng ta thêm cái khả năng đáp ứng về mặt tài chính Tại vì trong trường hợp mà chúng ta phải đầu tư thêm hạ tầng, đầu tư thêm hệ thống, đầu tư thêm mạng đường truyền ABC gì đó thì cái tài chính của của chúng ta có đáp ứng được hay không. Chúng ta phải hiểu rõ về cái chuyện đó chứ nếu không thì chúng ta sẽ rất là khó khi mà chúng ta thực hiện về phần mềm về hệ thống những cái kế hoạch phù hợp ví dụ là ở ok trong trường hợp mà ở cái trạng thái hiện tại với cái hạ tầng hiện tại với cái điều kiện đáp ứng hiện tại thì chúng ta sẽ thực hiện những cái chức năng, tính năng nào, chúng ta sẽ thực hiện hệ thống như thế nào cho phù hợp với cái hiện tại định hướng kinh doanh và cũng như đánh giá các, các vấn đề kỹ thuật khác. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số các yêu cầu về phi chức năng. Thì ở đây chúng ta sẽ có các cái yêu cầu khá là quan trọng, mình có gạch đầu dòng đó là yêu cầu về mặt bảo mật, yêu cầu về mặt sao lưu, yêu cầu về mặt giao tiếp hệ thống, yêu cầu về mặt tài liệu hữu dụng, yêu cầu pháp lý, yêu cầu uh, các cái tiêu chuẩn áp dụng, các yêu cầu khác. Đây là những cái khá là quan trọng mà nhiều khi nó quyết định thành bại. Uh, ví dụ như là đầu tiên là yêu cầu về mặt bảo mật các cái hệ thống đòi hỏi rất cao và yêu cầu bảo mật bảo mật đặc biệt là các cái hệ thống liên quan tới tài chính liên quan tới fintech ví dụ liên quan tới ngân hàng yêu cầu về mặt sao lưu yêu cầu về mặt lưu trữ dữ liệu à, tất nhiên cái đó nó quan trọng rồi tại vì bất kỳ một cái gì đó cũng phải sinh ra dữ liệu và dữ liệu nó luôn là một trong những cái nó làm tăng dung lượng lưu trữ rất là cao yêu cầu về mặt giao tiếp hệ thống ví dụ yêu cầu giao tiếp về mặt API yêu cầu giao tiếp uh, chúng ta phải có đường truyền kênh riêng list line ví dụ như vậy yêu cầu về tài liệu người dùng và hỗ trợ trực tuyến đó. yêu cầu về mặt đào tạo yêu cầu về mặt pháp lý bản quyền rồi yêu cầu về mặt tiêu chuẩn áp dụng ví dụ là phải áp dụng uh, tiêu chuẩn theo PCI dss khi mà các bạn thực hiện về mặt thanh toán rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có những yêu cầu về mặt tính sử dụng availability ví dụ là yêu cầu về mặt uh, hữu dụng 24 trên 7 yêu cầu về tính ổn định, yêu cầu về mặt kích thước hệ thống, yêu cầu về mặt sizing á, à, ví dụ như là chúng ta thấy yêu cầu liên quan đến chuyện là cấu hình server, yêu cầu liên quan đến việc là chúng ta phải thực hiện các cái yêu cầu liên quan đến việc là concurrent user tức là cái số lượng user có thể sử dụng một lúc yêu cầu về mặt hiệu năng yêu cầu về mặt performance yêu cầu về mặt tính hỗ trợ về mặt hỗ trợ từ phía người dùng từ phía nhà cung cấp và cũng như có rất nhiều yêu cầu khác thì đây là những cái thông tin mà các bạn phải thực hiện phân tích thực hiện phải mô tả khi mà các bạn xây dựng hệ thống tức chúng ta hay quên những cái này lắm nó không có khó nhưng ta hay quên thì qua video lúc này thì các bạn thấy đây là một cái yêu cầu nhỏ thôi cái việc mà các bạn phân tích yêu cầu phi chức năng nó không phải là một yêu cầu lớn nhưng nó quyết định thành bại của hệ thống và các yêu cầu này các yêu cầu này cũng đòi hỏi các bạn cũng có những cái kiến thức về mặt hệ thống những kiến thức cơ bản về mặt công nghệ thông tin ở đây cũng là lý do vì sao mà khi các bạn làm trong môi trường ITBA thì thì kiến thức cơ bản về mặt IT là kiến thức mà các bạn không phải có cũng như là ở buổi những cái buổi đầu tiên mình đã nói là ký quyết cơ bản mà IT á không phải là các bạn cứ quay vô lập trình đâu sai rồi các bạn cũng phải hiểu được cái máy tính nó có cái gì cái cấu trúc máy tính nó như thế nào máy tính nó chạy ra sao các các thành phần của máy tính như thế nào các yêu cầu về mặt phần cứng yêu cầu về mặt mạng thì đó là cũng là yếu tố mà các bạn cũng phải tìm hiểu là chứ không phải cứ hơi chút là lập trình để làm việc VA thì các bạn phải lập trình làm việc VA phải học code sai rồi nó sai ở đây cũng không hẳn mà ở đây là các bạn phải biết là các bạn phải hiểu rõ về máy tính và cũng như là các bạn làm ITBA thì những kiến thức về mặt IT đó là những kiến thức nghiệp vụ, những kiến thức trong cái domain đó mà các bạn phải hiểu. Chứ không phải là các bạn nói là học code, học IT để làm BA, sai. Mà các bạn làm BA trong môi trường gì thì các bạn phải nắm vững được các kiến thức trong môi trường đó nó là những cái mà mình nói thêm khi mà các bạn làm cái này thì trong các video clip tiếp theo chúng ta bắt đầu qua giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn system analysis hy vọng sẽ giúp cho các bạn có thể phát triển trên con đường atba hai lúa cho các bạn chúc các bạn thành công